Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự khẳng định hay sự xác nhận. Bạn có ý nghĩ gì bởi sự xác nhận? Một khẳng định là một lời tuyên bố, đó là làm một cách dứt khoát, đặc biệt là trong khuôn khổ của một cuộc tranh cãi, hoặc như thể đó là phải được hiểu như một lời tuyên bố của thực tế. Để khẳng định là nhà nước với lực lượng, vì vậy nếu ai đó đưa ra khẳng định, họ không chỉ đáng thử một ý tưởng, họ thực sự có ý đó. Mục đích của khẳng định là gì? Các chức năng của sự khẳng định để cho độc giả cảm thấy rằng họ không nên đồng ý hoặc tranh chấp gì họ đọc hoặc nghe. Thay vào đó, họ nên chấp nhận ý tưởng hoặc khái niệm là một thực tế không thể chối cãi. Đó là được chứng minh là một trong những cách tiếp cận tốt nhất để các nhà văn thể hiện cảm xúc, niềm tin và ý tưởng cá nhân của họ một cách trực tiếp. Một khẳng định trong triết học là gì? Nó có thể được định nghĩa là một hành động lời nói, trong đó một mệnh đề được trình bày là đúng hoặc tuyên bố là đúng. Hai trong số các câu hỏi triết học trung tâm liên quan đến khẳng định liên quan đến bản chất và các chuẩn mực của nó. Làm thế nào để bạn biết một khẳng định mạnh mẽ? Cách viết và xác nhận. Thứ nhất, có kiến thức trước khi bạn bắt đầu viết các xác nhận của mình. Hãy chắc chắn rằng sự thật của bạn là khẳng thắn. Thứ hai, sao lưu tất cả lên, khẳng định lại của bạn cần phải ổn định trong suốt. Thứ ba, hãy rõ ràng và xúc tích, vì mỗi khẳng định cho bạn phép bạn có thể trực tường về chủ đề của mình. Điều rất quan trọng là bạn phải giữ mọi thứ rõ ràng và xúc tích. Thứ bốn, hãy theo chủ đề. Khẳng định cơ bản là gì? Khẳng định cơ bản biểu hiện đơn giản của việc đứng lên cho quyền cá nhân, niềm tin, cảm xúc, ý kiến. Ví dụ khi bị gián đoạn, xin lỗi, tôi muốn hoàn thành những gì tôi đang nói. Xác nhận thấu cảm, nhận thức về tình huống hoặc cảm xúc của người khác, theo sau bằng một tuyên bố khác, đứng lên đòi quyền lợi của người nói. Khẳng định đồng cảm là gì? Xác nhận đồng cảm, nhận thức về tình huống hoặc cảm xúc của người khác, theo sau bởi một tuyên bố khác, đứng lên đòi quyền lợi của người nói. Ví dụ, tôi biết bạn đang cảm thấy tức giận và thất vọng trong khi chờ phải phản hồi. Một khẳng định trong một luận án là gì? Câu luận án là khẳng định chính của một bài tiểu luận. Luận án của bạn nên cho người đọc biết ý chính hoặc ý tưởng của bài báo của bạn. Một luận án tốt sẽ được xác định rõ ràng trong bài báo và sẽ được thu hẹp, có mục đích và cụ thể. Một tuyên bố luận án phải luôn có một câu hoàn chỉnh. Khẳng định trong giao tiếp là gì? Giao tiếp quyết đoán là khả năng thể hiện những ý tưởng và cảm xúc tích cực và tiêu cực một cách cởi mở, trung thực và trực tiếp. Nó công nhận quyền của chúng ta trong khi vẫn tôn trọng quyền của người khác. Nó cho phép chúng ta chịu trách nhiệm về bản thân và hành động của mình mà không phán xét hay đổ lỗi cho người khác. Làm thế nào tôi có thể quyết đoán hơn trong một mối quan hệ? Sự quyết đoán và hành vi. Thứ nhất, nói chuyện cởi mở và trung thực về cảm xúc của bạn. Thứ hai, lắng nghe đối tác của mình và nỗ lực để biểu quan điểm của họ quá. Thứ ba, biết ơn ai đó làm điều gì đó cho bạn tuy nhỏ. Thứ bốn, thừa nhận sai lầm của bạn và xin lỗi họ. Khẳng định thực tế là gì? Một khẳng định là một lời tuyên bố, đó là làm một cách dứt khoát, đặc biệt là trong khuôn khổ của một cuộc tranh cãi, hoặc như thể đó phải được hiểu như một tuyên bố của thực tế. Để khẳng định là nhà nước với lực lượng, vì vậy nếu ai đó đưa ra khẳng định, họ không chỉ đang thử một ý tưởng, họ thực sự có ý đó. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.